Ngày hôm qua có một cô, cô lại cô nói: con tới con muốn cảm ơn thầy, mà con cũng có một câu hỏi con thắc mắc là thầy đi tu từ nhỏ mà sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết. Ý cô nói mà sao thầy bà tám quá đó. Thắc mắc vậy đó. Cô nói con thắc mắc là sao chuyện gì nhà tụi con thầy cũng biết hết trơn. Mà có nhiều khi con nghe xong con khóc, con nói trời sao thầy nói con hết trơn trời. Mô Phật may là cũng không giận đó, chứ có nhiều nghe người nghe xong giận nữa. Bậc Phật là bậc nhất thiết trí, là người có trí tuệ, biết hết đời sống. Cho nên đời đạo chuyện gì đến Phật giải quyết được hết. Cho nên Đức Phật còn có hiệu là gì? Thế gian giải. Thế gian giải là bậc có khả năng giải tỏa mọi khó khăn khúc mắc của đời sống con người. Đời sống con người là nói chung, còn nói riêng ra thì đời sống ở trong đạo cũng như ngoài đời. Mà thưa đại chúng, đời đạo nó không có khác nhau nhiêu đâu. Mình chỉ đổi cái lớp áo bên ngoài, chứ ruột rạ bên trong, tâm niệm bên trong chưa đổi. Người còn sân si phiền não, cạo đầu vô tu, có cái tướng vậy thôi, chứ cũng bưng nguyên cục đó vô chùa đó, bưng nguyên lò lửa vô chùa đó, bưng nguyên cục tức vô chùa đó. Thành thử ra vô trong chùa rồi bắt đầu vung vẩy cái đó ra. Cho nên người người nào mà sống mà có chuyển hóa được cái gì, cái ngôn ngữ từ ái, vợ chồng mà kính nhau rồi thì sẽ có cái đối xử khác. Cũng như thế ở trong Phật pháp, Phật tử mỗi lần gặp nhau cái hành động đẹp nhất là chắp tay chào: Mô Phật, chào sư huynh. Không có sư muội nha, huynh đệ thôi, một từ cho nó gọn. Muội nguy hiểm lắm. Chào sư huynh, chào sư đệ. Chữ đệ cũng được, chữ đệ cũng là em, không nhất thiết phải em trai. Một từ cho nó dễ nhớ, mà tâm tư của mình là chỉ có hai chữ huynh đệ. Mình không có gọi cái từ khác để nó khỏi có sanh tâm tác ý. Gặp nhau là sư huynh sư đệ. Còn nếu mà không quen nhau, như quý thầy vừa gặp quý Phật tử và chào đạo hữu. Đạo hữu là gì? Là người bạn đạo. Quý mình có thể gọi nhau là đạo hữu, có khi gọi là đạo lưu. Đạo lưu là gì? Lưu là một dòng sông, cùng đi trong một dòng sông thánh, cùng về một hướng. Cho nên mình gặp nhau, mình cung kính vái chào để biểu tượng cái gì? Sự cung kính. Cho nên đối với nhau bằng ngôn ngữ từ ái. Quý vị thấy trong chùa có giận nhau cỡ nào cũng không xài những cái từ gọi là quá đáng của thế gian. Còn ngoài đời á, mình thiếu tu xíu sự thực tập là thôi, giận nhau thì từ ngữ nào cũng có thể dùng, nếu như mà không có kềm chế được cái cơn tức giận của mình. Trong chùa thì khác, có tức giận cỡ nào đi nữa bất quá là ông tôi rồi vậy thôi, chứ còn không bao giờ xài những cái từ nặng nề khác, đỡ lắm. Ngôn ngữ từ ái, bất luận trong trường hợp công khai hay riêng tư, đều phải lấy tâm niệm từ ái mà đối với các bạn đồng tu, đồng sống, hay là đời sống phạm hạnh hay đời sống thiêng liêng. Hồi nãy á, là hành động từ ái, bây giờ là ngôn ngữ từ ái, thứ ba là gì? Tâm niệm từ ái. Đừng có khởi cái tâm suy nghĩ sai cho ai. Ví dụ như bữa đó chị đó đem gói xôi cho mình, bữa nay không biết có chuyện gì á, đem cho tôi gói xôi, tôi không nghĩ tốt vậy đâu. Phải nghĩ một cái vậy đã rồi tính gì tính. Nghĩ xong chưa đâu, khiều người khác nói: nè, tự nhiên cho tôi cục xôi nè, không biết nuốt trôi không nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, mình khởi như vậy là ai là người
bị cái hệ lụy của cái sự phiền não đó trước. Mình, người kia có thật hay không chưa biết, nhưng mình luôn luôn mình khởi cái tâm niệm như vậy thì thật sự ra tu trong tập trong đạo tràng khó lắm. Sống chung cũng khó nữa. Ví dụ giờ tự nhiên bữa đó vợ mình về nấu ăn dọn đàng hoàng, cái tự nhiên chồng nghi ngờ, ông trời sao bữa nay tốt đột xuất vậy. Thấy không, vợ chồng mà sống mà ôm một cái hoài nghi cho nhau cũng là một cái khổ rồi, thì huống chi là chúng ta là những người sống chung một đạo tràng mà người kia đối với mình. Đừng có suy nghĩ xa vậy. Thí dụ thôi, người kia có như vậy thì cái chuyện đó lúc đó mình giải quyết. Còn bây giờ chuyện đó chưa. Đôi khi mình mong mỏi bạn mình thay đổi, biết đâu chừng người đó bây giờ đã đổi thay, họ sống mà họ biết nghĩ tới người khác hơn. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thì suy nghĩ khác. Khi mà bước ở trong chùa, Pháp Hòa nghe người này gọi người kia, chị, anh, sao bữa nay không thấy anh chị đi chùa, có bệnh hoạn gì không? Pháp Hòa nghe và vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng Phật tử còn quan tâm cho nhau. Đi chùa mà thấy cô nọ móc gói xôi gói chè ra, bữa nay nhà tôi có dỗ, tôi nấu miếng xôi để lại miếng cho chị. Pháp Hòa đi ngang và nghe vậy và vui dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa biết Phật tử mình còn thương nhau, mình còn quan tâm cho nhau, thì đạo tràng nó hưng thịnh. Người kia không đi chùa cả tháng trời, mình cũng chẳng quan tâm. Nhiều khi cuộc sống nó bận rộn quá, mình sống bằng cái thở riết nó quen. Nhiều khi cha mẹ cả tháng mình cũng gọi. Thưa đại chúng, nói thì Pháp Hòa cũng có cái lỗi. Nhiều khi đi lo giảng, đi lo Phật sự riết, mình cũng không có còn đủ thời gian tâm tư nghĩ gì về với gia đình. Nó toàn là đứa em nó nhắc không à. 19 tháng 12 vừa rồi là sinh nhật mẹ Pháp Hòa. Pháp Hòa kẹt bên này rồi, nửa đêm nhớ trực lại, cầm cái phone nhắn tin. Mà Pháp Hòa biết một cái lời chúc của mình thôi, mẹ cũng sẽ vui là vì mình còn nhớ. Cho nên mình sống với nhau mà cái tâm tư mình còn gửi cho nhau thì gia đình đó còn hạnh phúc. Cho nên hôm rồi có một em nó nói với Pháp Hòa, con biết là thầy biết, mẹ ba con biết con đi chùa, mà tuần nào cái thời gian con là thứ hai đi đâu, thứ ba làm gì, thứ tư làm gì, mà ba mẹ con không tin. Mỗi lần con đi là phải gọi FaceTime bắt con chiếu coi có thiệt là đi chỗ đó không. Con khó chịu quá chừng, giống như ba mẹ không tin con vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói á, thay vì con khó chịu, tại sao con không suy nghĩ rằng những cú phone như thế này con không còn cơ hội bao nhiêu nữa đâu. Tại vì cha mẹ thì mỗi ngày mỗi già, và thậm chí già nua bắt đầu sanh bệnh, mà có cái bệnh lẫn là thua rồi. Nhiều khi con mà không biết tên gì thì đừng nói là chết nữa. Còn sống sờ sờ đó mà mang cái bệnh lẫn, mang cái bệnh không còn nhớ gì nữa, thì mình có đứng trước mặt cũng không nhớ. Cho nên cái tâm niệm từ ái gửi cho nhau. Thường thường mỗi lần mà quý vị mà sắp sửa đi chùa, theo cái thông lệ của người Việt là đi chùa mình đem gì vô chùa nè? Bó nhang, phải không? Tấp vô chợ mua ít trái cây, thậm chí mua bình dầu, gói đường. Tại sao làm vậy?
Đó là mình khởi cái tâm niệm gửi về chùa. Chùa thường xài những món đó, như là dầu, đường, muối, hay là trái cây, hay là gạo, nếp gì đó, vân vân. Thật sự ra những cái hình ảnh nó rất là đẹp. Hôm rồi có một Phật tử lớn tuổi đang lụm cụm chất hai trái cam trên bàn Đức Quan Âm Lộ Thiên của một ngôi chùa. Thì lúc đó con của bác đang đứng nói chuyện với Pháp Hòa, thì bà cụ đang lụm cụm để hai trái cam lên bàn Quan Âm. Trời ơi, Pháp Hòa đứng đằng xa mà cái hình ảnh nó đẹp quá chừng. Pháp Hòa mới khều hai anh chị con bác á, và chị: anh chị thấy cái hình ảnh đó đẹp không? Cái hình ảnh một bà già còn lụm cụm để hai trái cam trên bàn Phật này không còn đâu. Thời của mình là hết rồi. Thời của mình là không còn ai mà còn để, còn tha thiết chí thành với Đức Phật một cách như vậy đâu. Chỉ có các cụ nhà mình thôi. Chứ còn xin lỗi đại chúng là không tin, quý vị nghiệm lại coi có phải không. Mình đi chùa là mình theo cái kiểu của mình bây giờ thôi, chứ còn các cụ lơm khơm từng trái táo, trái cam. Có một bà cụ nhớ trong chùa bao nhiêu tượng, bao nhiêu bàn, bà đem đủ bịch cam để mỗi bàn trái. Xui cho bà bữa đó lễ Phật đản, chùa bày thêm cái tượng đản xanh nữa. Bà đi ra thiếu cam. Bà lại bà rờ đầu tượng chú tiểu: con ơi con, bà xin lỗi con, bữa nay bà không quên con. Thấy thương lắm. Những hình ảnh đó không hề bất kính. Ê, tại sao dám rờ Phật nói vậy vậy? Những hình ảnh đó không hề bất kính. Mà Phật mà cười được, Phật cười liền. Mà không chừng Phật cười mà nó nghe đó. Tại vì đó, trong lúc đó mình không nhận một trái cam, mà mình nhận cái gì? Nhận cái tâm của người đó. Cho nên ai đi đâu mà về mang cho mình một món quà dù thật nhỏ, hãy nhận cái món quà đó bằng cả trái tim. Vì sao? Họ đi mà họ còn nhớ mình. Cho nên người Việt mình hay nói là lấy thảo. Vì chúng ta đọc kinh cũng vậy. Hãy nhận cái ý Phật mà đừng có chấp cái lời. Cái đó gọi là gì? Đạt ý vong ngôn. Lấy cái ý mà đừng dính cái lời. Cho nên người Phật tử, đạo vợ chồng trong đời sống gia đình, chúng ta còn hành động từ ái, ngôn ngữ từ ái, tâm niệm từ ái. Đừng nghi ngờ nhau, đừng mắc mỏ nhau. Có nhiều khi người ta nói một câu mà mình bắt lỗi bắt phải, đó là tâm niệm mình chưa trang rãi. Cho nên tâm niệm từ ái. Điều thứ tư, những vật có được thông qua phương pháp chánh đáng, và dù chỉ là những vật nhỏ nhặt, nên vô tư cùng hưởng dụng với các bạn đồng tu trong đời sống phạm hạnh thiêng liêng. Hồi nãy mình nói ba điều: thân từ, hành động từ ái, lời nói từ ái, tâm tư từ ái. Bây giờ tới vật chất. Bây giờ chuyện của cải trong nhà Pháp Hòa không nói nha. Trong chùa này, đồ đạc trong chùa nó thuộc bốn thành phần. Một, chúng ta gọi là thường trụ, thường trụ. Sao gọi là thường trụ, thường trụ? Chùa, chiền, phòng, xá, nói chung là tất cả những gì thuộc cơ sở vật chất, nó thuộc về cái gọi là thường trụ. Thường trụ, thường trụ tức là nó không thể xê dịch. Về mặt vật chất nó không thể xê dịch. Đó là gọi là thường trụ. Chữ thường trụ thứ hai là chỉ cho những người sống ở đó thì ở trong đó, không ai được xê dịch chỗ khác. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ cái chùa đây, thầy nếu mà mai này hòa thượng viện chủ có theo Phật, cũng ai dở này đi đâu hết, cũng là một ngôi chùa đây, rồi người sau tiếp tục và những người khác nữa ở trong này duy trì phát triển ngôi chùa này,
chứ không dời đổi gì hết, không có dọn đi, trừ khi nào mình cần phải xây dựng. Cái này gọi là gì? Thường trụ. Thường trụ về cơ sở vật chất không dời, không được đưa chài. Điều thứ hai, thập phương thường trụ. Hồi nãy là thường trụ phải không? Thứ hai gọi là thập phương thường trụ. Thập phương thường trụ là thuộc về cái gì? Thức ăn, vật thực. Bây giờ quý vị mang một bao gạo vô cúng, thì trên bao gạo đó cũng không ghi là only cho chư tăng chùa Quan Thiện. Cái bao gạo đó nó thuộc về thập phương thường trụ, là chư tăng trong mười phương ai đến đây cũng có thể hưởng dụng cái bao gạo đó hết. Chứ không phải là tới giờ ăn nấu hai nồi cơm nha. Nồi cơm gạo ngon cho thường trụ, nồi cơm gạo dở cho khách tăng. Không có chuyện đó. Cái đó gọi là thập phương thường trụ. Thí dụ bây giờ quý vị mang một dĩa trái cây, một bao gạo, thì tất cả những cái đó tới giờ ăn là tới chư tăng ở đâu đến ngồi đó ăn thì đều hưởng cái đó hết. Hai thứ. Thứ ba gọi là hiện tiền, hiện tiền. Hiện tiền, hiện tiền là gì? Là những cái vật dụng của những thầy đang hiện còn sống ở đó thuộc lãnh vực riêng tư. Ví dụ bây giờ ở đây có 5 thầy, thì 5 thầy đó có 5 cái bình bát hay là 5 cái áo lạnh để mùa đông quý thầy mặc, thì đó là hiện tiền, hiện tiền. Những vật dụng riêng của các thầy hiện tại trong ngôi chùa này sử dụng gọi là hiện tiền, hiện tiền. Nhưng mà mai mốt thầy đó không còn ở đây nữa, hoặc thầy đó qua đời, hay là thầy đó bệnh, bây giờ không thể sử dụng cái đó nữa, thì trường hợp đó gọi là thập phương hiện tiền, mang ra chia cho người khác. Bây giờ thầy đó tịch rồi, quá đời rồi, cái y, cái áo của thầy đó mang ra cho người khác, ai dùng được sử dụng. Ở nhà mình có làm kiểu này không? Nếu mà cái món đồ đó của con mình, của má mình, má mất rồi má không sử dụng thì đem ra cho con cháu, cho mọi người, thì cái đó cũng có thể là gọi là gì? Thập phương hiện tiền. Còn má đang sử dụng là hiện tiền, hiện tiền. Rồi bây giờ mình đi thăm má ở trong nhà của anh ba, mình mang bịch trái cây, không lẽ mua đủ một trái cho má ăn. Bây giờ anh ba nuôi má, anh ba có vợ, anh ba có con, mình lâu lâu tới thăm má nhà anh ba thì phải mua một bịch trái cây cả chục trái. Má ăn giỏi lắm 2 trái, 8 trái kia thì anh ba hưởng, gia đình anh ba hưởng. Thế có đó là thập phương thường trụ. Có phải vậy không? Như vậy thì đại chúng nhớ, ở trong một ngôi chùa không có cất đồ ai hết nha. Trời ơi, cái nồi mình nấu xong ghi tên, nồi này của bà ba, bà tư không đụng vô được. Cái này không phải như vậy. Chùa sắm nồi chảo mọi thứ ai cũng có thể sử dụng. Giống như bộ chuông mỏ đó, bộ chuông mỏ đó thập phương thường trụ đó. Ai tới tụng kinh cũng thỉnh được chứ, không dời đi thôi chứ còn sử dụng được hết. Thì thưa đại chúng, nói về vật của trong chùa có bốn cách như vậy. Thứ nhất là gì? Thường trụ, thường trụ. Thứ hai là thập phương thường trụ. Thứ ba là hiện tiền, hiện tiền. Thứ tư là thập phương hiện tiền. Thập phương hiện tiền là mười phương có thể sử dụng một vật dụng của một thầy, nếu thầy đó bệnh không sử dụng được hoặc thầy đó qua đời. Ở đây tại sao xài chữ vô tư? Vô tư đem có nghĩa là ôi của ai cứ lấy đại khỏi cần hỏi. Chữ vô tư ở đây là gì? Chúng ta sử dụng mà không chia sẻ cho người khác sử dụng, mà không khởi một tâm ý. Không khởi một tâm ý là tôi thích người đó hơn, tôi để dành cho người đó, để lấy lòng, lấy tình cảm người kia. Cái thứ năm gọi là đức hạnh toàn khuyết, không có tì vết, không nhiễm ô, có thể mang đến tự do, có thể giúp ích cho đời sống thiền định, sống chung hòa thuận với các bạn đồng tu. Đức hạnh toàn vẹn. Ở trong kinh có nói á, một vị nào mà sống, nếu mà ở trong chùa đó, người này có thể thực hiện được một vài điều đây là có thể gọi là người có đức hạnh đó. Ví dụ như là người này ưa thích sự yên lặng,
không thích sự ồn ào. Nếu có ồn ào thì tùy duyên phương tiện, chứ không phải tâm lúc nào cũng thích ồn ào và tạo những cái chuyện hay là những cái cơ hội để ồn ào. Điều thứ hai là người này tâm bớt ngủ nghỉ, bớt ngủ nghỉ mà tâm thường thiền định tu tập, không tập hợp nói những điều vô ích và không tự khen mình dù mình không có giỏi đến mức thế. Người nào mà có được một vài điểm như vậy đó gọi là người có đức hạnh. Và ở trong chúng á, cần những người đức hạnh để chi? Để thống lý. Ví dụ như giờ ở trong bếp thì cái cô trưởng bếp á, mà nếu cô trưởng bếp có đức hạnh, không có thích nói xấu nói tốt các chị em với nhau, luôn luôn có đủ khả năng hòa hợp kêu gọi lại với nhau, và không lỡ chị em có những cái gì mít lòng, vị này đều đủ khả năng khuyên giải để mọi người cùng ngồi lại với nhau. Không thích tụ họp gọi là nói chuyện tốt xấu. Và người này á, thích làm việc tĩnh lặng và không có làm những cái sự ồn náo. Tất cả những cái hình ảnh sự thực tập đó là một người gọi là người chị làm bếp có đức hạnh. Một người lãnh đạo cũng vậy. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ thầy trụ trì á, hay là một vị sư cô, nói chung là vị trụ trì đi, mà có một cái tính là hay mét với Phật tử. Chị này mới vừa tâm sự xong gọi bà kia nói: thầy trụ trì đó thế nào cũng có chuyện, vì không có ở yên, cứ gọi Phật tử ta nói cho mình nghe chuyện này chuyện kia. Cái gì mình khuyên giải là khuyên giải, chứ không có học tới học lui. Mà mình học tới học lui vậy thì không phải là cái đức hạnh mà cái vị lãnh đạo có thể điều phục trong chúng. Mà một lần thôi, chứ lần thứ hai đã nói thôi tôi sợ lắm, tôi không dám nói cho cái anh đó, cái chị đó, thậm chí tôi không dám nói cho, tôi không dám tâm sự. Điều thứ sáu là điều cuối cùng là nên gây tạo và bồi dưỡng chánh kiến có thể cứu giúp hướng dẫn người thực hiện việc làm đoạn trừ phiền não. Dùng chánh kiến này để xử sự với các bạn đồng tu. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng. Trong đời sống của chúng ta đó, cái chánh kiến quan trọng lắm. Vì mình không có một cái chánh kiến thì nhất định sẽ có đưa tới cái chỗ gì? Không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy, là suy nghĩ không đúng. Thấy không đúng thì nhất định suy nghĩ không đúng. Mà suy nghĩ không đúng thì sẽ đưa tới lời nói không đúng, gọi là không có chánh ngữ. Cho nên chánh kiến đưa tới chánh tư duy, chánh ngữ, và siêng năng tuyên truyền cái điều đó gọi là chánh nghiệp hay là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là siêng năng làm việc đó và không tạo một cái nghiệp xấu cho mình, gọi là chánh nghiệp. Cho nên đại chúng cẩn thận, nhiều khi một cái mà nó sai thì tất dẫn tới những cái khác nó sai chung. Ví dụ như người đó có tà kiến dẫn đến tà tư duy, dẫn đến tà ngữ, dẫn đến tà tinh tấn, dẫn đến tà nghiệp. Và những cái niệm định của vị đó cũng đi theo con đường tà. Chữ tà là lệch lạc, sai quấy. Chữ chánh là ngay thẳng, đúng đắn. Đó là sáu điều mà Đức Phật dạy trong kinh, gọi là sáu điều chúng ta cần làm. Mà Pháp Hòa hôm nay trích sáu điều này ở trong kinh để xác định, để cho chúng ta ứng dụng. Nếu chúng ta muốn dụng sáu điều này trong một gia đình hay trong một cơ sở đạo tràng, khi mình làm bất cứ việc gì cho chúng mà chúng ta ứng dụng được những điều này thì nhất định đạo tràng đã hưng thịnh. Đạo tràng đã hưng thịnh, ngày một phát triển tốt đẹp. Vì sao chúng ta làm điều này? Vì chúng ta muốn giảm cái xấu, tăng cái thiện bằng ánh sáng tuệ giác thực tập của chúng ta. Bây giờ quý vị sẽ thấy quan thiện không phải chỉ ở Ontario này, mà quan thiện là ánh sáng của sự tu tập ứng dụng được sáu điều này. Hành động từ ái, ngôn ngữ từ ái,
tâm niệm từ ái, vật chất chia đều, sống có đức hạnh và có chánh kiến. Người nào có đủ sáu cái này, người đó sẽ đưa cái ánh sáng của thiện, chữ quang đó, ánh sáng là quang, ánh sáng của điều thiện, ánh sáng của sự tu tập ngày càng phát triển quang huy hơn. Thật ra mỗi Đức Phật có 12 ánh sáng, đặc biệt là Đức Phật Di Đà, phải không? Quý vị thường gọi Đức Phật A Di Đà, nhưng mà thật ra A Di Đà chỉ là một hiệu thôi. Ngài còn A Di Đà còn có hiệu là vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn nếu nói về quang thì Đức Phật có 12 ánh quang, nhớ không? Vô đối quang, nang tư quang. Trong cái phẩm Di Đà mỗi lần tụng xong quý vị hay đọc đó: Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai, Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Tất cả những cái quang đó là biểu tượng của ánh sáng của Đức Phật. Mỗi Đức Phật đều đủ 12 quang. Bây giờ chúng ta trước khi phóng 12 quang, chúng ta phóng 6 quang này trước. hành động từ ái, lời nói từ ái, tâm tư từ ái, những vật dụng chúng ta đồng đều chia sẻ với nhau, không có cất giấu, phải không? Rồi chúng ta hãy đem cái đức hạnh của mình cũng như chánh kiến của mình để hướng dẫn những người hậu học, những người đàn em của mình, để đưa một đạo tràng đi lên cái chỗ cao đẹp, hay là đưa một gia đình của mình đi tới cái chỗ hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đại chúng nán lại một chút ha, chúng ta có vài câu hỏi cho vui. Nếu mà hết giờ mà chưa hết câu hỏi thì mình để dành ngày mai, tại vì Pháp Hòa còn nợ quý vị buổi sáng mai nữa. Trong bữa chay thường có món chao, nhưng trong chao có rất nhiều vi sinh. Vậy mình có mang tội sát sinh khi ăn chao không? Chi tiết quá. Thưa đại chúng, ở trong tất cả các món ăn, trong cái quá trình mà biến chế thì chắc chắn sẽ có tổn hại đến một việc, một vật, một hay là cái việc gì đó, một con nào đó. Ví dụ như mình đặt trường hợp là trong chao. Nhưng mà quý vị biết rằng mình không có ăn chao nhiều được. Ăn chao nhiều có hại cho gan. Cho nên nếu mà ăn thì ăn chút cho vui thôi, chứ không thể ăn nhiều. Và thậm chí mình không nhất thiết phải ăn chao. Có những vị bây giờ ta hiểu rồi, hoặc ta thấy là để bảo vệ sức khỏe là người ta cũng không dám ăn chao. Trừ khi nào chao mình làm, mình không có qua một cái quá trình gọi là gây men nhiều. Thì trong bất cứ thức ăn thế nào cũng phải có. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó nó không có tổn hại, gọi là mình có lỗi, nhưng mà trong cái lỗi nó rất nhỏ đối với vi sinh, chứ không phải tự mình cố giết, hay là mình gọi là cố giết hoặc suối bảo người giết. Chẳng qua trong món ăn buộc lòng nó phải có cái chất đó để nó làm ra món ăn thôi. Bây giờ thấy Pháp Hòa nói trong quá trình tạo một cái hương cúng Phật, mình có phạm lỗi không? Cũng có vậy. Ví dụ như là mình tạo, mình xây bột, thì trong quá trình mình làm thế nào cũng có những con vi sinh nó nằm chết ở trong đó. Thì trong quá trình mình làm chao, trong quá trình mình làm các việc, thì thậm chí mình đốn một cái cây để mình tạo một tượng Phật, thì nếu mà nói rằng cuộc sống tương đối thì chúng ta chấp nhận, phải đành.
Còn nếu mà nó là tuyệt đối rồi có lẽ chúng ta không dám làm gì hết. Giống như vừa rồi có một vị đề nghị Pháp Hòa là thầy không nên đi giảng nữa, tại vì thầy đi giảng như vậy là thầy sẽ đốt rất nhiều xăng của máy bay là thầy làm nhiễm ô môi trường. Thì Pháp Hòa hỏi bây giờ nếu quý vị muốn, nếu mà muốn Pháp Hòa ở nhà, Pháp Hòa sẵn sàng. Nhưng mà giờ trong cuộc sống này chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái tương đối. Nếu muốn làm việc này thì phải chấp nhận cái kia, chứ không thể nào có cái sự tuyệt đối được. Mà bây giờ quý vị nghĩ một mình Pháp Hòa mà giảm không đi xăng nó có giúp không? Đó, thành thử ra cái vấn đề chúng ta là chúng ta phải thấy là cuộc sống này là cuộc sống tương đối. Chứ còn cái sự nếu chúng ta đi tìm cái tuyệt đối thì chúng ta không dám làm gì hết. Tại vì việc gì chúng ta làm đều có cái phạm lỗi với người này hay là vật khác. Thưa Thầy, chúng con thường nghe nói giới định tuệ. Xin Thầy hoan hỷ giải thích chúng con hiểu giới là gì. Thưa đại chúng, giới định tuệ Đạo Phật gọi là Tam Vô Lậu Học. Đây là thuộc gì? Lãnh vực danh từ Phật học hay là pháp số, thuộc số 3. Tam là 3. Tam Vô Lậu Học là 3 món học giúp cho mình tiêu mòn phiền não. Chữ lậu là lỗi lầm, là phiền não. Thì trong đó có giới, có định, có tuệ. Các tổ thường giải thích giới nghĩa là những giới luật mà chúng ta cần gìn giữ. Ví dụ, phải qua ví dụ, mình lái xe, mình lái đúng luật thì tâm không có sinh sợ hãi, gọi là định. Vì không có sợ hãi, do chúng ta phạm luật, cho nên chúng ta lái rất bình tĩnh và lái rất sáng suốt. Đó, trong khi giữ cái điều luật là lái xe cẩn thận, không vi phạm luật, cho nên tâm định tĩnh và lái sáng suốt. Tâm định tĩnh là định, lái sáng suốt là tuệ. Trong việc làm của chúng ta luôn luôn có giới, có định, có tuệ. Ví dụ khác, mình đi ngang, mình thấy người ta để tiền trên bàn, mình nói chờ, cái này chắc nhờ đi chùa làm phước hơn. Mình có thể mình lấy, mình sắp sửa mình lấy bỏ vô túi là mình vi phạm giới, là ăn cắp nè. Nhưng mà một cái giây phút kế nó nói thôi 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 không được, làm như vậy là phạm ăn cắp. Định nó nói, tuệ nó nói cho mình biết là không nên như vậy, dừng lại, không ăn cắp. Như vậy thì trong cái sắp sửa phạm giới, tuệ có mặt giúp cho mình giữ được cái giới. Cho nên trong giới có định, có tuệ, trong tuệ có định, có giới. Và đôi lúc chúng ta không cần nói mình giữ giới, tâm mình đủ định thì không cần nói vấn đề giới không giới. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là định cộng giới. Định cộng giới là gì? Trong định nó có giới. Pháp Hòa ví dụ nha, bây giờ Pháp mình không có cái tâm muốn ăn mặn, tâm mình định trước món, các món ăn mặn. Bây giờ mình có ngồi chung với người ăn mặn mà mình không hề khởi một chút gì thèm muốn trong vấn đề ăn mặn hết, định vô cùng. Nhưng mà không cần phải nói giữ giới. Nhưng mà trong định có giới không? Có. Cái này gọi là định cộng giới. Không cần nói giới, vì tâm anh định thì không vấn đề gì hết. Bây giờ Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Câu chuyện này nghe hoài. Thầy kia đi ngang một con suối, thấy một cô té chân lọt xuống cái suối đó, thầy sợ cổ chết, thầy ẵm cổ lên rồi thầy để cổ xuống bình thường. Thầy này phạm giới không? Nếu với cái nhìn bình thường của mình là thầy phạm giới, là thầy va chạm vô thân người nữ. Nhưng mà trong lúc thầy làm hành động đó, nhưng cái tâm của thầy có khởi ý niệm là phạm giới, lợi dụng cơ hội để xúc chạm cô này không? Cái này gọi là định cộng giới. Khi thầy làm, tâm thầy rất định tĩnh, thầy biết rất rõ
Một người đang sắp sửa chết đuối, mình cần cứu là cứu thôi, không đặt vấn đề nam nữ gì ở trong chuyện này hết. Vì trước mắt thảy là một người chết đuối, một người sắp chết, chứ không phải là nữ nam gì nữa hết. Thì giới là vậy đó. Nếu nói một cách khác, giới là gì? Là đạo đức. Giới là đạo đức. Người nào sống không vi phạm những điều sai quấy là người đó có đạo đức. Mà người có đạo đức thì tâm rất tĩnh lặng và trí tuệ rất sáng suốt, không sợ sệt gì cả, cho nên gọi là giới định tuệ. Và thưa đại chúng, thông thường khi chúng ta thắp hương cho Phật, chúng ta thắp ba cây. Ba cây hương đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng tại sao bây giờ chúng ta thắp một cây? Bởi vì trong một nó đủ cả ba, cho nên không cần thắp hết đủ ba cây, một cây cũng được. Vì trong cây, một cây đó, một cây hương giới có hương định, hương tuệ trong đó. Pháp Hòa nói hôm nào mình đi freeway mà lỡ mình lái vô một cái con đường mà no enter, hồi hộp không? Sợ hãi vô cùng. Phạm rồi, vi phạm vào cái lãnh vực, lãnh phạm vi ta không cho rồi, là tâm bắt đầu mất bình tĩnh. Mà người mất bình tĩnh là lái quờ quạng vô cùng, sang lên rồi tót mồ hôi trong xe rồi, mà sang lên ẩu nữa, rồi bị mấy xe làm sao nó bóp còi, nó làm rung beng lên hết, càng mất cái sự bình tĩnh hơn nữa. Cho nên chỉ cần một vi phạm một cái điều gì đó thôi là tâm tư mất bình tĩnh và không còn đủ sự nhận định sáng suốt xung quanh. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy để đại chúng thấy giới, định, tuệ. Mà giới là đạo đức. Thưa Thầy, kính xin Thầy giải đáp dùm con câu hỏi này. Nhiều người thời còn trẻ đã gây nhiều tội ác, hại nhiều người khác và nhiều gia đình. Đến khi già mới bắt đầu sám hối tu tỉnh để mong giảm nghiệp cho bản thân. Nhưng những đau khổ của những nạn nhân trước đây vẫn còn đó, không giảm. Thì nghiệp của người gây ra có được giảm hay không? Thưa giảm. Nhưng mà giảm cái nghiệp của tương lai. Còn cái nghiệp đã tạo thì không giảm. Họ vẫn trả, nhưng mà cái tâm trạng trả nghiệp của họ không khổ giống như là tâm trạng của những người không hiểu luật lệ. Người hiểu nhân quả trả nghiệp khác, người không hiểu nhân quả trả nghiệp khác. Người hiểu nhân quả trả mà rất bình an, vì biết rằng đây là nghiệp của mình đã gây, thì đây là đến lúc phải trả. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa không có tiền, Pháp Hòa mượn cái bát đó 100 ngàn. Sau một thời gian quỵt vô chùa Quan Thiện tu rồi, bà vẫn kiếm ra. Mặc dù cải trang, cải trang bằng cách là cạo đầu, mặc áo rồi đi nghiêm túc, không còn liếc như ngày xưa nữa. Nhưng bà vẫn nhận ra. Bây giờ bà bắt trả. Thì bây giờ mình tâm niệm nè, thôi đúng rồi, thật sự bà này đòi là đúng, là vì mình có thật mang nợ của bà. Thì bây giờ ráng mà trả 100 ngàn này. Mà có ai hỏi muốn mượn nữa không? Dạ không. Tại vì tôi mượn nữa rồi tôi làm sao tôi trả. Thôi để tôi ráng tôi tìm tiền, tôi trả từ từ cho bác này. Nghiệp quá khứ thì phải trả, nhưng không dám tạo nghiệp ở tương lai. Cho nên nếu nói là giảm cái tương lai, chứ không phải là giảm những cái mình đã làm. Còn nếu mà nói giảm có những cái đã làm là giảm cái gì? Giảm cái tâm niệm khổ đau. Vì trước kia không hiểu là trách dữ lắm. Thậm chí nó trời ơi trời, tôi tu mà Phật cũng phù hộ. Tôi vô chùa tôi làm công quả, tôi mong chùa tội rồi mà vẫn dắt bả vô đây đòi nợ tôi. Thiếu gì chùa ở đây không dẫn bả vô, dẫn bả vô đây chi? Nếu mình không hiểu cái đó mình trách. Cũng như Pháp Hòa nói, cái người kia hỏi rằng người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì vị hòa thượng mới nói rằng bất muội nhân quả.
Nghĩa là người tu hành vẫn rơi vào nhân quả, nhưng giữa cái trả của người không hiểu biết và cái người có trí tuệ hiểu biết, hai tâm niệm nó khác nhau. Vì tâm niệm của người hiểu là biết, tôi có vay thì đây là đến giờ trả, nhưng mà tôi không dám tạo nữa. Và bây giờ cái người mà phục thiện không muốn tạo nữa bằng hình thức nào? Một thời kinh sám hối. Vì trong khi ảnh tụng sám hối là ảnh không đủ khả năng tạo những lời sám hối, thì các vị tổ đã soạn sẵn cái lời đó cho anh gia tâm anh vô đó. Và anh sẽ thấy rằng trời ơi, trên đời này có những người đã cảm nhận được cái lỗi ăn năn của mình mới viết ra được những điều này. Và tâm tư mình duyên theo cái lời đó, để một giây phút mình khởi tâm ăn năn sám hối, trừ những cái tương lai, nhưng mà chấp nhận những cái hiện tại trả của cái quá khứ. Đừng có hiểu lầm là sám hối như vậy rồi. Cho nên quý vị nhớ nè, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Một cái tâm đó thôi. Hồi xưa tâm đó là tâm tạo tội, bây giờ lấy cái tâm đó mà sám hối là tạo từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tại sao là tâm tịnh tội tiêu? Hồi đó đó tôi có cái bệnh, ai để hở là tôi hốt, ai để kỹ là tôi rinh. Để hở là tôi rinh, mà để kỹ là tôi rình. Bây giờ tôi không còn có đồ ai để đâu, để đó y bon. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm tịnh rồi không còn muốn ăn cắp nữa, thì hàng hóa anh để đó có quý cỡ nào, có cỡ nào, tâm tôi không còn mong mỏi một chút nào muốn ăn cắp nữa. Có phải không? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu, tâm tịnh, thải điều không. Bây giờ cái món vật đó không hề có ý mang tội cho anh, vì tâm anh có tham, cho nên anh mới lấy nó. Còn nếu tâm nó là một vật rất sáng, rất đẹp, nhưng tâm mình tịnh, cho nên vật và người tâm, cả hai đều, nó không hề kêu gọi ai. Nó không hề nó nói tôi nè lấy đi, tại mình muốn. Thấy không? Cho nên hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Người say rượu chứ rượu đâu làm sai người. Người mê hoa chứ mê hoa đâu có mê ai. Cho nên tâm mình tỉnh rồi thì mọi vật này bình thường tỉnh hết. Cho nên cô kia cổ mới nói hỏi thầy đó, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao thầy chán, thôi về xây mộng với em đi. Nhưng mà nếu tâm thầy chưa tịnh thì thầy đáp, thầy nói đừng hối để anh đi. Phone em số mấy để anh ghi. Nhà em anh biết, Google tới. Mở cửa anh vào đừng ngại chi. Nếu mà tâm mình chưa tịnh. Nhưng mà bây giờ tâm anh tịnh rồi, cho nên cô này có gửi thơ tới. Tâm tịnh rồi nè, tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu nè. Thài rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi, tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Quý vị hiểu được chỗ tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Thế mới thật là chân sám hối. Cái sự thật sám hối hay không, không phải ở hình thức. Mà tâm anh tịnh rồi thì bao nhiêu cái lăng xăng bên ngoài, anh không có bóng, anh không có gì nữa hết. Cái chỗ này nhà thiền gọi là gì?
Đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Không cần nói thiền gì hết, mà cảnh gì tâm tôi bình thường. Cho nên hồi xưa ông Tô Đông Pha, ông nghe người ta nói khói ở núi Lô, sông ở sông Triết, mà mình chưa, đời người ai chưa tới đó thì sẽ rất là ân hận, chết không đành. Ông cũng một lần đi tới đó. Khi đi tới đó rồi, ông phát hiện ra một điều, ông mới làm bài thơ: mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa Lô Sơn sống Triết Giang, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, thì cũng là mù tỏa ở núi Lô, cũng là sống ở sông Triết, có gì đâu. Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều, vĩ đáo bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Phát hiện ra chân lý là gì? Thì cũng là Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Cho nên khi mình tâm chưa tịnh, cái gì mình cũng sanh khởi. Nhưng tâm mình tịnh rồi thì cảnh vật bình thường. Đó, bây giờ muốn biết tâm mình tịnh chưa nha. Hôm nào mình ăn chay, con mình nó đem vịt quay về ngon quá, nó không biết, nói má ăn má. Không con, bữa nay rằm má ăn chay. Vô phòng rồi không biết nghĩ sao, đi ra bếp lấy cái chén, lấy một miếng để dành mai má ăn con. Nhiều đó thôi là biết là mình coi như là đối cảnh vô tâm chưa ha. Nhiều đó thôi là biết khỏi là tâm được tịnh rồi chưa. Nếu tâm mình định thì cái gì ở trước mặt mình không phải của mình thì chẳng cần phải quan tâm. Chữ quan tâm đem phải là bỏ mặt, mà không khởi tâm lấy để. Quý vị hiểu điều chỗ đó không? À, vậy 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 có giải đáp được một câu hỏi này không? À, giảm nghiệp là vậy. Giảm nghiệp là mình giảm cái nghiệp của tương lai, giảm cái tâm niệm khổ đau, nhưng mà cái gì mình trả vẫn phải đúng như vậy. Con muốn hỏi, nếu mình muốn cầu nguyện cho vong linh người ngoại quốc nhưng mình đọc kinh tiếng Việt và cầu nguyện bằng tiếng Việt thì có đến tới vong linh ấy không? Muốn biết tối nay hỏi một vong linh Mỹ. Tại vì nếu mà quý vị hỏi vong này bằng tiếng Việt, vong này vẫn trả lời em hiểu. Nói đùa với đại chúng thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, người chết á, cho dù họ bất cứ là nước nào, họ vẫn hiểu hết những gì mình nói. Bởi vì sao? Bởi vì mình không nói bằng cái ngôn ngữ của mình, mà mình khởi tâm. Họ nhận được cái message của mình là từ cái tâm thức, chứ không phải bằng mình nói ra lời nữa đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, một cái đứa nhỏ hay một cái người lớn đó, mình gặp họ, mình nói ra tiếng tôi thương em, tôi thương cháu, tôi thương chị gì đó, mình nói ra lời. Có thể họ không hiểu mình nói gì, nhưng mình lấy một cái bông hay một ly nước đưa người đó, lấy bàn tay ôm ấp vuốt ve họ, họ biết mình đang thương họ không? Mình ngồi vậy nè: khỏe không con? Bác thương con lắm. Nó không hiểu mình nói gì bởi lời nói, không có hành động. Nhưng mà cái tâm thức của mình thương á, mình có cái khuynh hướng là muốn đi tới cái action, cái hành động là ôm ấp vuốt ve, không cần nói, nó cảm được mình đang thương nó. Cũng như vậy, một người mất á,
Họ contact với mình bằng tâm thức chứ không phải là cái ngôn mình từ mình nói ra. Tại vì theo cái tâm lý chúng ta khấn thì chúng ta phải khấn ra lời, chứ thật sự không cần. Cầm cái hương mà tâm mình khởi, họ nhận đó bằng tâm thức hết. Chứ không phải là mình nói ra tiếng đâu. Cho nên quý vị tụng kinh gì cũng không sao hết á. Tại vì khi mình tụng là cái lời, tất cả những lời tụng kinh của mình xuất phát từ một nguồn gốc thôi, đó là lòng từ bi đối với người âm. Còn mình mượn tuyển bằng kinh gì, Di Đà, Địa Tạng gì đó là mình mượn phương tiện để mình chuyển tải cái tâm mình. Còn chính yếu là tâm của mình đã gửi đến họ bằng tâm gì. Không thương đâu có cầu nguyện, không thương đâu có cầu họ siêu thoát, không thương đâu có tụng cho họ siêu. Chỉ cần khởi tâm muốn họ siêu là đủ tình thương rồi. Cho nên họ cảm nhận được. Quý vị yên tâm. Mà xưa nay mình nói với người Mỹ, chưa người Mỹ nào chòi lên nói tôi không hiểu là ok rồi. Bạch thầy, người thân mất đã vài năm, dỗ cầu siêu có giúp người mất không? Dỗ cầu siêu giúp cho người mất không thì em không biết, nhưng mà giúp cho người sống được một bữa. Pháp Hòa đã giải thích cái điều này rất nhiều lần. Mình cúng dỗ cho ông bà tổ tiên chỉ là một hình, một cái văn hóa, một cái truyền thống để con cái trở về với cội nguồn, không quên nguồn cội. Chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Mà bây giờ muốn cung cấp dưỡng nuôi đạo đức truyền thống văn hóa thì phải mượn hình ảnh như cơm, nước, chè, bánh để nó chuyển tải, nó mang đi cái tâm tư của mình. Đức Phật không hề biết xôi vò là gì. Phật không biết xôi lá cẩm. Phật không biết bánh ít trần. Mình vẫn mang cúng Phật đều đều. Như vậy thì mình ăn cái gì, mình cúng cái nấy. Mình ăn cái gì mình cúng cái nấy, vì cái đó là biểu tượng của tâm tư mình hướng về nguồn cội. Không có cái ngày cúng này không có quy tụ, mà cái mục đích là con cháu quy tụ để trở về cội nguồn gốc rễ, để không quên mất ông bà tổ tiên. Cái đó là chính. Còn mình cúng cái gì thì cái đó là phương tiện, hình thức. Còn muốn độ luôn cho cả âm dương thì có thể, nếu gia đình là hiểu đạo thì mình tổ chức bằng cách là tụng một thời kinh. Tụng một thời kinh, mượn cái bữa cúng đó để con cái mọi người tập hợp tụng thời kinh, thì ít nhất con cái cũng được cái giây phút trở về với gia đình, lắng lòng và cùng một thời kinh cầu nguyện ngắn thôi, đừng làm dài. Mình tụng một thời kinh dài lê thê, lần sau nó nói má cúng xong đưa con về con thắp nhang. Nhiều khi nó lợi sắp xong rồi cuốc ba cuốc cây dọn xuống ăn là nó khoái nhất à. Cho nên thưa đại chúng, điều này Pháp Hòa đã giải thích rất nhiều lần. Đại chúng chịu khó nghe những cái buổi giải đáp vấn đáp khác thì sẽ hiểu biết thêm được cái điều này. Con nghe nói tu thiền là tự lực, còn tu tịnh độ là tha lực, xin thầy cho biết ý kiến. Dạ không đúng. Cái này đúng nhưng mà đúng phần thôi. Tất cả chúng ta sống ở đời này, dù mặt vật chất đời sống bình thường hay trong lĩnh vực cuộc sống tâm linh, chúng ta cần đều cần cả hai mặt, tự lực và tha lực. Tự lực là tự mình phải nỗ lực, tha lực là người khác hỗ trợ cho mình. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình muốn ngồi thiền là khả năng ngồi thiền bao lâu và sự định tĩnh của mình, đó là tự lực. Nhưng mà cái người mà người ta cứ ngồi xung quanh, người ta làm ồn, hay là những con muỗi nó cứ bu quanh mình, nó chích mình hoài,
thì làm sao mình tu nổi. Cho nên buộc lòng đi tìm cái chỗ nào yên tịnh, hay những ai đó giúp cho mình để có cái phương tiện ngồi tu mà không bị quấy rầy. Cái gối mình ngồi để cho đừng đau lưng, nó cũng là tha lực đó chứ. Thí dụ như bây giờ á, mình ngồi tu niệm Phật. Mình tu niệm Phật là tự lực, mình tự mình niệm. Nhưng mà cái sâu chuỗi là tha lực, hay là Phật gia hộ mình là tha lực. Cho nên trong đời sống này, tất cả chúng ta đều cần sự tự nỗ lực và sự giúp đỡ của người khác đối với mình. Chứ không phải tu thiền là tự lực mà tu tịnh là tha lực. Không phải. Đúng. Mình tu phải, nhưng mà mình nói như vậy là thiền cũng phải cần tự lực và tha lực, tịnh cũng phải cần tự lực và tha lực. Pháp Hòa cũng nói cái vụ này rồi nha. Pháp Hòa đã trả lời cái này rồi. Nhưng mà ở đây hôm nay Pháp Hòa nhắc thêm, nhân cái câu hỏi này để đại chúng để ý. Chúng ta cần nhị lực trên phương diện tu hành, đó là tự lực và tha lực. Ví dụ như giờ mình ăn chay mà không có ai trợ duyên cho mình thì sự ăn chay của mình nó không trọn vẹn. Mình muốn đi chùa tu tập mà không ai trợ duyên. Cho nên tất cả đều cần cái sự trợ duyên với nhau, mà trợ duyên là tha lực, mà tự mình phải dũng mãnh trên đường tu tập gọi là tự lực. Cho nên trong cuộc sống này những cái sự hiểu lầm là do chúng ta nghe không kỹ. Và khi chúng ta nghe pháp á, mình nghe bằng âm thanh và nghe luôn cả giáo pháp. Cái đó gọi là nghe mà nghe. Nghe tiếng, nghe luôn ý nghĩa của cái lời đó, gọi là nghe mà nghe. Còn trường hợp mình nghe tiếng mà không nhận được cái pháp gọi là nghe mà không nghe. Nghĩa là chỉ nghe được cái tiếng của vị đó nói, nhưng mình không nhận được cái nghĩa lý vị đó muốn nói gì, thì cái đó trường hợp đó gọi là nghe mà không nghe. Còn trường hợp nghe tiếng vị đó nói mà nghe luôn cả cái nghĩa người đó nói, hiểu rất tường tận, đó gọi là nghe mà nghe. Có trường hợp thứ ba là không nghe mà không nghe, nghĩa là mình ngủ thẳng cẳng. Nhiều khi thầy nói êm quá không, cho là bắt đầu mình liêm diêm, mình nhập định. Và sau đó mình giật mình, ủa hồi hướng rồi hả? Rồi khi mình nghe rõ rồi thì mình sẽ thực hiện, thì có đó gọi là gì? Đắc quả quan hệ. Đây là trường hợp á. Có những vị người ta nghe xong người ta thực hiện, và người ta thấy rất là có kết quả. Ngày hôm qua Pháp Hòa được bà cụ 75 tuổi viết cho một lá thơ. Hồi trước kia con hay chấp lắm, nếu mà con nói mà con cháu không nghe là con buồn tủi lắm. Mà kể từ khi nghe thầy băng giảng của thầy rồi là con buông xả và con không còn chấp trước như vậy nữa. Đó, cái vị đó gọi là gì? Đắc quả đó. Nghĩa là nghe rồi thực hiện, thực hiện mình mới thấy được cái kết quả và chúng ta sanh vui. Quý vị học học làm học nấu ăn á, mà nấu thành công là vui. Mình học kinh mà mình thuộc kinh là mình sẽ vui. Mình học thỉnh chuông mõ mà mình biết thỉnh chuông mõ rồi mình sẽ vui. Mình học xếp áo tràng và bây giờ mình xếp cái áo tràng rất là đẹp, rất là ngay ngắn, rất là gọn gàng, không lượm thượm nữa, mình sẽ rất vui. Mình học những cái nghi lễ trong chùa và hôm nay mình làm được, mình sẽ rất vui. Cho nên việc gì mình làm được mình sẽ vui, gọi là đắc quả quan hỷ. Thường thường trước khi mà lên pháp thoại là Pháp Hòa xá Phật xá Tổ, và trong thâm tâm Pháp Hòa là cầu nguyện Tam Bảo chư Tổ gia hộ cho con có đủ cái năng lực để con chuyển những cái lời Phật Tổ dạy đến cho đại chúng, vì con biết khả năng của con không có, và con chỉ nương nhờ oai lực của Tam Bảo. Thì khi nào mà một buổi pháp thoại đó nói xong mà Pháp Hòa thấy rằng mình đã truyền đạt được những gì mình muốn,
và những hết ý tứ một phần lớn của giáo nghĩa. Pháp Hòa xuống, Pháp Hòa rất là vui. Dù có mệt cỡ nào đi nữa nhưng mình đã hài lòng với cái buổi nói chuyện của mình, Pháp Hòa vui lắm. Cho nên khi nào mà cái người nói mà người ta phấn khởi, người ta nói là tùy vào thính chúng đã đến nghe pháp và đã trợ duyên cho cái buổi pháp thoại bằng cách nào. Cho nên đại chúng nhớ là không phải riêng cho Pháp Hòa mà tất cả các buổi pháp thoại của quý tôn đức, việc làm đầu tiên của chúng ta là phải tắt phone và không nên nghe phone trong buổi pháp thoại. Có nhiều khi mình nghe phone xong mình ngủ bắt luôn nữa. Alo, tôi đang nghe pháp, bà tới chưa? Thì mình sẽ làm dao động và mình đi tới đi lui cũng làm người khác, người ta mất sự chú ý. Cho nên có một lần đó, có một cái vị đó viết tờ giấy lên mét với thầy á, xin thầy nói ban tổ chức cắt bớt người chụp hình. Đi tới đi lui lãng giảng trước mặt không nghe được gì. Bảo Hòa nói cái này em chưa mặc áo giáp. Cho nên là cái đắc quả nghĩa là mình thành tựu được những gì mình học, mình nghe và mình thực tập. Quý vị không thể nào có niềm tin chánh tín sâu hơn nếu như sự tu tập của mình không có đầy đủ. Nếu mình chỉ nghe pháp mà mình không thực hành thì mình không thể nào mình vui được với những cái gì mình thành tựu được. Ví dụ mình học thỉnh chuông mà về nhà mà không bao giờ mình thỉnh đó, thì tới hồi hữu sự gọi mình lên thỉnh thì cái tiếng chuông mình nó không đều, nó không hay. Còn ở nhà mình thường thỉnh thì tới khi chùa cần gọi mình lên, mình cầm cái dùi chuông mình thỉnh tiếng chuông không sợ hãi. Và cái tiếng chuông mà sợ hãi ngại ngùng đó, nó phát ra đó, người ta hiểu được là mình, tiếng chuông của mình chưa đủ tự tin. Mình chưa đủ tự tin đến cái tiếng chuông của mình. Cái người thỉnh mỏ ta nghe ta cũng biết luôn. Cái người mà cái vị nào mà tụng kinh mà rành rỏi rồi đó, nghe tiếng mỏ tiếng chuông là biết người thỉnh mỏ thỉnh chuông chưa tự tin với tiếng mỏ của mình. Nhiều khi nó chỉ chậm như một giây thôi, rớt phần nửa nhịp thôi là nó cũng vô nhịp nữa. Thật ra cái người thỉnh mỏ cũng rất quan trọng. Vì thỉnh mỏ như thế nào để mà người ta tụng kinh mà người ta nhịp nhàng được tiếng mỏ, tụng mà nó phát ra được cái âm ba trầm hùng làm cho người khác nghe kinh mà người ta lắng tâm. Cho nên cái vị mà truyền giới sư, các thầy mà truyền giới đó cũng phải nói cho rõ ràng âm thanh để cho giới tử nghe cho rõ cái giới đó là cái gì, để cho người ta thấu hiểu. Cho nên nó phối hợp rất là nhiều thứ. Thì tóm lại, trong kinh đưa ra những cái sự hoan hỷ mà Pháp Hòa thưa với đại chúng đó. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, và sự chứng nhận, chứng được cái sự tu tập một cách hoan hỷ. Nếu mà mình làm cha làm mẹ mà mình thấy con mình nó nghe lời mình, nó làm những cái điều mình dạy vui lắm. Mình sẽ rất là vui khi thấy. Thỉnh thoảng Pháp Hòa ở trong chùa, Pháp Hòa những cái buổi lễ bình thường để cho các thầy đệ tử nhỏ ra làm lễ, thỉnh thoảng Pháp Hòa sướng những cái bài kệ bằng chữ Hán. Pháp Hòa chưa dạy mấy thầy bao giờ, nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa lại nghe mấy thầy lập cái bài kệ đó, Pháp Hòa rất là vui. Vì mình biết rằng trong khi mình tụng cái bài đó, đệ tử mình có lắng nghe và đã học cái bài kệ đó và đã sướng cái bài kệ đó, mình biết rằng đệ tử mình có nghe những gì mình hướng dẫn một cách gián tiếp. Giờ có các thầy mà lâu lâu lên làm lễ mà nghe sướng mấy cái bài chữ Hán mà mà thỉnh thoảng mà sướng, các thầy ở ngoài đó sướng mà mình trong này trong lòng mình sung sướng.
Tại vì mình biết rằng những gì mình nói ra đệ tử mình có tiếp nhận, không trực tiếp nhưng mà bằng sự gián tiếp. Có một đệ tử nhắn gửi cho Hòa một cái lá thơ nhỏ: con cảm ơn sư phụ, đôi lúc tụi con làm sai sư phụ thấy và sư phụ không nói trực tiếp, nhưng mà sư phụ đã đem cái đó ra để hướng dẫn chung cho đại chúng và con đã tiếp nhận được. Cho nên nếu mà người đệ tử có cái sự, vì sao? Vì khi mình nói mình không có bằng cái tâm ghét. Tôi ghét đứa đệ tử đó, tôi phải mang nó ra, tôi hành quyết nó giữa đại chúng vậy. Thì cái lời nói đó không phải là lời nói của pháp sư, không phải lời nói của giảng sư, không phải là lời nói của cái người thầy muốn hướng dẫn. Cho nên ngay cả một người thầy mà muốn dạy cho đệ tử, mà nếu dạy bằng không bằng cái tâm từ của mình, không bằng cái tâm thương yêu của mình, thì lời nói đó đệ tử cũng không tiếp nhận được. Có nhiều khi mình la rầy rất nặng nhưng đệ tử rất hạnh phúc được tiếp nhận, là vì sao? Vì thật sự mình đã xuất phát từ một trái tim thương yêu của mình. Cho quý vị thấy, có nhiều khi có nhiều người á, mình gần chơi nói chuyện chung, mình nói họ lời nói mà mình nói họ nghe hết á, tại vì họ nhận được lời nói đó từ cái lòng từ của mình chứ không phải là từ sự ghét bỏ. Cho nên ngộ nhân hoan hỷ, văn pháp hoan hỷ và chứng quả hoan hỷ, và đó chính là ba sự hoan hỷ mà đoạn cuối của mỗi bài kinh đó: các vị đệ tử hoan hỷ phụng hành. Ở đây muốn định nghĩa chữ hoan hỷ cuối của bài kinh đó. Và không có gì hạnh phúc hơn là cuối một lời dạy chỉ cần nghe hai chữ hoan hỷ phụng hành. Và chư tổ đã định nghĩa chữ hoan hỷ của cuối bài kinh đó bằng ba cái nghĩa: người nói, người nghe và sự thành tựu, đủ được để nói tới cái hoan hỷ phụng hành. Cuộc sống của chúng ta, dụ như chị ơi, chị hoan hỷ lấy giùm em cái thau. Người nói hoan hỷ, người nghe hoan hỷ, lấy cái thau hoan hỷ. Ê, lấy giùm tôi cái thau coi. Thì chị kia, mình nói không hoan hỷ phải không? Người kia cũng sẽ nghe không hoan hỷ. Tôi làm gì mà tên ê, mà tôi vô đây tôi không quả cho tôi làm mọi bà sao mà sai tôi dữ vậy. Nghe không hoan hỷ phải không? Dẫn đi lấy cái thau, dẫn cái thau xuống cái bóp nè, quả không hoan hỷ. Vậy thôi. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta muốn cái kết quả nó hoan hỷ thì hãy nói hoan hỷ, để người nghe hoan hỷ, và những gì chúng ta muốn thực hiện sẽ hoan hỷ. Một ngôi chùa rất cần sự hoan hỷ như thế. Tại vì tất cả chúng ta đến đây chỉ là bằng tất cả tâm của mình cho Tam Bảo, thì chúng ta đến bằng hoan hỷ, chia sẻ với nhau trong hoan hỷ, và người tiếp nhận lời nói của nhau trong hoan hỷ, để ngôi chùa được thành tựu trong sự hoan hỷ. Vợ chồng cũng vậy thôi. Vợ chồng mà đừng có nghĩ rằng người đó là vợ tôi muốn nói gì nói. Dạ không. Người đó là chồng tôi muốn nói. Dạ không. Chính vì là chồng là vợ cho nên sự nói với nhau lại phải càng cẩn thận hơn. Vì ngay từ đầu chúng ta đã nhận rồi mà: tương kính như tân, kính trọng nhau như người khách người bạn, thì không có lý do gì chúng ta nói những lời xúc phạm. Nhất là không nên xúc phạm đến gia đình cha mẹ của hai bên. Nếu hai bên có lỡ những cái buồn phiền gì với nhau, không nên lo dòng tộc cha mẹ ra, hai bên ra chửi bới. Nói không hoan hỷ, nghe không hoan hỷ thì cái quả nó không có, nó phát lúc đó rồi nó vui, nhưng mà sau đó cái đau khổ, cái hiềm hận nó lưu ở trong lòng. Thưa đại chúng, mình đó là có một cái tâm nhẫn nại, nhưng mà chúng ta chỉ mới nhẫn mà chúng ta chưa xả bỏ. Cho nên cái đau khổ, cái hiềm hận mà người chồng người vợ đã nói với mình đó, nó lưu lại trong tâm. Gần đây Pháp Hòa có một cái em viết cho Hòa một lá thơ: mẹ con, ba con đã đối xử với con rất tệ,
hồi nhỏ đánh đập con, chửi bới con, bây giờ lớn lên đó, thì rất là thương con. Con nhận ra hết, nhưng mà con không quên được những lời nói, những hình ảnh mà ngày xưa cha mẹ đối với con. Và bây giờ con cầu cứu thầy làm sao giúp cho con tiêu trừ cái tâm đó. Mỗi lần mẹ con lại bên con vuốt ve thương con thì con không nhận được cái hiện tại mà con cái quá khứ nó đem về. Rồi con cảm nhận mẹ đang giả bộ, mẹ đang làm bộ, mẹ đang gỡ gạt những gì mẹ đối với con. Tại sao vậy? Tại vì những cái đó nó rơi trong cái tàn thức của người con đó rồi. Tàn thức là gì? Là cái memory. Và những gì chúng ta đối với nhau nó rơi vào ở trong cái tàn thức đó. Pháp Hòa ví dụ như là quý vị chưa gặp Pháp Hòa và quý vị chỉ thấy trên băng, trên dĩa thôi, thì quý vị cũng có trong tàn thức nhưng mà chưa trực diện, chưa tiếp xúc. Và quý vị nghĩ rằng ồ, một lát nữa tôi gặp thầy tôi sẽ vui như thế này, tôi vui thế kia, xui quá trời, bữa đó gặp biển nổ một cái rồi nguyên cái hình ảnh nó rớt trong cái tàn thức mình. Và chúng ta bị như vậy nhiều lắm. Cho nên là chúng ta hay thần tượng, thánh thần một bức tượng, ta hồi tượng nó rớt cái gì? Sụp đổ. Thần tượng sụp đổ. Và nghe một câu chuyện đó thì chúng ta sẽ nói với mình rằng mỗi người đều có những cái lò chứa, cái ổ chứa đó, gọi là cái memory, cái storage. Mình không khéo thì tất cả những cái đó nó rơi vào trong cái tàn thức, nó không gỡ được. Có một cái em đó, nó không nói chuyện được với ba, nó hận ba ghê gớm. Thì lần đó mời Pháp Hòa tới nhà để mà giải hòa cho gia đình. Thì sau khi mà giải hòa rồi là vợ chồng ôm nhau, con cái cha mẹ ôm nhau để mà giải tỏ nội kết. Một tháng sau Pháp Hòa hỏi thăm thì đứa nhỏ nó mới nói: con chưa tiếp nhận được ba, tại vì mỗi lần ba tới ôm con là con cảm tưởng như ba giả bộ, ba miễn cưỡng. Pháp Hòa mới nói: con phải thông cảm cho ba, mười mấy năm trời gây gỗ, bây giờ chỉ mới có một tháng biểu ba ôm con là ba đang ráng làm, nhưng ba chưa có thể làm một cách tự nhiên được. Pháp Hòa vừa nói xong, ông già ông khóc nức nở. Chỉ có thầy nói được đúng cái điểm của con. Tại vì ông biết ông đang gượng gạo, nó cảm nhận được chứ. Nhưng mà mình phải thông cảm, ta gượng gạo. Tại vì cả bao nhiêu năm trời không làm việc đó. Nên là đừng nói vợ chồng mà gây với gỗ với nhau, giận nhau cả tháng mà bữa nào về lại cũng còn ngại ngại lắm chứ đâu phải bình thường. Mới đầu ông bà từ từ anh em trở lại bình thường chứ. Mà hễ mà lúc mà thương ấy, anh làm này cho em, tao hồi giận nói trỏng thôi, lấy này của tôi coi, cơm tôi nấu rồi đó. Nó khác liền à. Cho trong cuộc sống mà nếu mà mình cái sự cảm mà nó có rồi là nó thông được hết. Cảm có mới có thông, gọi là cảm thông. Mà đã thông rồi đó là sẽ cảm, cho nên gọi là thông cảm. Mà trước hết mình phải cảm. Mà muốn cảm phải làm gì? Đặt mình vào người đó, đặt mình vào vị trí của người đó, mình sẽ hiểu được. Quý vị nào mới tới chùa một tuần, hai tuần đầu có ngại ngùng lắm, nhưng mà lâu ngày rồi, đi chùa đó lâu rồi thì mới có được cái sự tự nhiên chứ. Mình mới về nhà chồng có bản lẻn lắm chứ, làm gì cũng phải thưa gửi chứ. Rồi tới hồi mà quen rồi thì nó khác chứ. Thì ai cũng phải thế thôi. Cho nên đứa nhỏ đó mới nói là: ba ôm con thì có, nhưng mà nó nói tiếng Anh đó, I don't see him in it. Tôi bảo nó không, con phải thông cảm, tại vì ba con làm chưa quen việc đó. Tại vì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái câu cuối cùng của mỗi cái lời kinh chúng ta tụng, chữ hoan hỷ. Và chư tổ đã định nghĩa hoan hỷ ở cái điểm đó, ở chỗ nào? Chỗ nào gọi là hoan hỷ phụng hành? Thì người nói phải hoan hỷ, người nghe phải hoan hỷ. Và sự chuyển hóa của mình, nó kết quả gọi là chứng, gọi là đắc quả hoan hỷ. Giờ mình qua câu hỏi ha.
Đại chúng mệt không? Dạ. I hope so. Bây giờ mình sẽ sinh hoạt và vấn đáp một vài câu hỏi đây ha. Nếu như câu hỏi không có hết, ngày mai sáng mình còn buổi nữa. Ngày mai sáng coi tới được không? Ngày mai có chương trình đó. Chút xíu nữa sẽ thầy Nguyễn Hiển sẽ thông báo. Thầy phone Pháp Hòa, thầy nói là một buổi tối thứ hai. Xong Pháp Hòa gửi vé máy bay qua, thầy thấy Pháp Hòa đi về lúc 2 giờ cái thầy chen thêm buổi sáng. Rồi bây giờ nếu có câu hỏi đó quý vị cứ giữ đi để ngày mai sáng mình sinh hoạt. Rồi bây giờ xin tiếp tục câu hỏi, xin bắt đầu câu hỏi nha. Mô Phật, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu. Con đã quy y rồi, bạn con chưa quy y. Con khuyên bạn ấy quy y, bạn nói không quy y, không biết thì tội ít. Còn quy y rồi, phạm tội thì nhiều hơn. Mong thầy giải thích. Câu hỏi hay quá. Không có cái chuyện gọi là không biết thì tội ít, mà biết rồi tội nhiều. Not fair. Rủi ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Quý vị chưa quy y nha, nhưng mà trong cái nhận thức bình thường mình biết là mình giết người có tội không? Biết không? Vậy thì bây giờ nếu mình giết người xong nó I don't know. Nói vậy sao được? Anh không biết hay là anh biết gì cũng thế thôi. Anh giết người là phạm tội. Và người ta sẽ tùy theo cái cách giết của mình mà người ta định tội mình là first degree, second degree, second murder, first murder gì đó, không cần biết. Ở đây á, chúng ta khuyên quy y là như thế này. Chúng ta quy y rồi để chúng ta biết cái gì sai, mà lỡ có phạm chúng ta biết nương tay. Ví dụ hồi xưa mình xưa quy y phải không? Ai trọng tới mình coi chừng nghe mày. Nhưng mà mình khi mình quy y rồi đó, vừa dơ vậy âm mồ Phật. Khác không? Hồi nãy vậy mà giờ vậy rồi. Chưa quy y thì là phàm phu tục tử. Quy y rồi vẫn phàm phu, nhưng phàm phu Phật tử. Quy y rồi đâu phải chứng thấm chứng quả gì đâu. Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, tôi choàng lên người tôi một chiếc áo của Phật tử, tôi biết nương tay. Tôi có làm cái điều đó, nhưng mà tôi biết, ví dụ như mình biết nó tội, rút lại bớt. Hồi xưa ăn cắp hốt 100%, bây giờ thôi quy y rồi nhả xuống bớt đi. Đó là Pháp Hòa nói là mới bước đầu đó nha. Lấy nhưng mà cho người ta sự sống nữa. Cho nên á, Phật rất là tâm lý. Phật nói về nè, người nào giữ được một giới tới hai giới gọi là tiểu phần cư sĩ. Người nào giữ được ba giới gọi là bán phần cư sĩ. Người nào giữ được bốn giới thì gọi là đa phần cư sĩ. Người nào giữ trọn được năm giới gọi là toàn phần cư sĩ. Phật đâu có bắt mình, nhưng mà thưa đại chúng nè, không giết người nè, không trộm cắp nè, không tà hạnh nè, không lường gạt dối trá nè, không rượu chè cờ bạc nè, dù mình chưa thọ giới quy y nhưng mình đã phạm trầm trọng hết năm cái này chưa? Chưa. Thậm chí chưa giết người nè, không trộm cắp, dù không hiểu gì nhưng mình hiểu căn bản, qua xứ này rồi có thiếu thốn gì đâu mà phải ăn cắp, là không bao giờ ăn cắp. Cái thứ hai, một đứa con nít nó lớn lên nó cũng nhận biết giết người là phạm tội, cho nên nó không làm. Điều thứ ba, tự mình sẽ hiểu rằng mình đã có gia đình rồi thì không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Cái điều đó tự mình ý thức mình giữ thôi. Cho nên dù quý vị chưa quy y, nhưng trên cái căn bản đạo đức của con người, mình đã tiếp nhận cái đó và thực hiện. Hôm nay lễ quy y chẳng qua là một cái lễ để chính thức mình phát nguyện, con nguyện giữ gìn năm cái điều này. Để làm gì? Để bảo hộ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên quy y là một cái pháp tích cực
chúng ta rất tích cực muốn chuyển hóa mình trở thành một người sống trong đời này mà luôn mang hạnh phúc cho mình, cho người, cho xã hội, chứ đâu phải mình trở thành một cái tín đồ của một cái đạo giáo để rồi mình làm thì được phước, không làm có người ai đó trừng phạt mình. Không cần tới Phật trời nào trừng phạt mình đâu, mình chỉ cần sai quấy những cái điều đó thôi, luật pháp cũng sẽ xử mình, hay là tự tâm mình dằn vặt khổ đau tự mình. Mà Phật không có bao giờ Phật bắt tội ai đó. Cái chữ tội ở đây không có nghĩa là có ông trời ông Phật nào bắt. Chữ tội ở đây nghĩa là chúng ta tự biết cái đó sai mà vẫn làm thì chúng ta khổ não tự thân tâm mình là tội. Đọa là khi tâm mình không còn sống trong vui vẻ nữa, lắng chìm trong đau khổ, đó là đọa. Chứ không có ai mà ngồi đó ghi sổ đọa mình hết. Chữ tội là thế nào là tội? Biết mà cố phạm là tội, biết không biết mà làm là lỗi. Nhưng mà không, mà nói thật, không có ai, thí dụ như bây giờ nói mình nâng cấp cái đồ đó, cái bắt được cái, tại vì tôi không biết, làm sao nói đó, anh không biết, chị không biết, tại sao rình rập mới lấy, biết sai mới rình chứ, biết ăn cắp là sai mới rình rập, không có người ngó mới lấy chứ. Cho nên đó, mình quy y rồi thì mình vẫn là phàm phu chứ có gì khác đâu, nhưng mà phàm phu Phật tử, nghĩa là bây giờ phàm phu này nè, có chất Phật rồi, đang chuyển hóa dần. Cho nên đừng có sợ quy y, mình đã giữ rồi chứ có gì đâu. Thì hôm nay chính thức phát nguyện thôi. Và không thể nói là không quy y lỡ làm không có tội. Nếu quy y rồi làm sẽ tội nặng. Không quy y và quy y gì làm tội vẫn giống nhau. Vì cái gì chúng ta thành nghiệp là tội. Ví dụ nha, Pháp Hòa khởi ý muốn ăn cắp, vì nó có cái vật để Pháp Hòa ăn cắp. Pháp Hòa là nhân ăn cắp, có cái tâm thích ăn cắp. Của cái người ta để cho mình sanh tâm muốn ăn cắp, gọi là duyên ăn cắp. Rồi nghĩ có cách nào ta, để coi có cái túi ni lông nào đây không ha. Kiếm cái cách lấy đó, gọi là cách thức ăn cắp. Gom ba cái đó lại: nhân ăn cắp, duyên ăn cắp, cách thức ăn cắp, thành tựu gọi là nghiệp ăn cắp. Còn bây giờ nếu mình có nhân ăn cắp, duyên ăn cắp có mà phương thức không có, đông người quá ngó, thôi đi. Nghiệp không thành. Dù có thể là khởi ý nghiệp nhưng thành tựu được cái quả nghiệp đó chưa. Cho nên rất là rõ ràng, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái nhân của tham, của sân, của si hết á. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập để giảm cái duyên, lỡ duyên nó đến chúng ta giảm cái đó. Ví dụ như mình nổi sân mà cái người đó cứ tới nói là mình biết rồi đó, cái người này là nhân nổi sân của mình nè. Thôi tôi bước ra ngoài, tôi không có đứng đây tôi nghe nữa, hồi tôi chịu không được tôi nói lại là mất lòng. Bỏ ra ngoài là dứt cắt cái duyên đó. Cái này là đoạn duyên, hay là cái này là cắt duyên. Thật sự trong cuộc sống này, duyên để cho mình lỡ lầm phạm lỗi đó nhiều lắm đó. Quý vị nào mà ghiền cờ bạc, có duyên cờ bạc thiếu gì ở đây mà nó gặp mình nó ngoắc ngoắc vô vậy? Đèn chớp chớp đó, come in. Mình nghe lời nó mình vô là dai sun. Cho nên biết không biết gì cũng lỗi giống nhau. Thí dụ như bây giờ mình trong năm giới này là rõ ràng có thể là mình giữ được 4 rồi đó, còn cái có thể chưa được. Thì 4 cái kia khỏe rồi, giờ còn cái thôi. Thì cái đó ráng chuyển từ từ. Cho nên nói năm mà không có gì cực nhọc hết, không có gì cực nhọc hết. Và quý vị thấy rằng lá cờ Phật giáo có 5 màu nè, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 giới đó. Và Đạo Phật muốn đưa 5 cái điều này lên làm nền tảng xây dựng hạnh phúc cho con người, xã hội. Ngày nào con người còn, xã hội loài người còn, ngày đó 5 giới này vẫn là nền tảng để xây dựng mọi hạnh phúc. Không luận người Việt, không luận là Phật tử, bất cứ ai.
Muốn có đời sống an vui của con người thì đây là năm phương pháp. Cho nên người Mỹ họ thọ năm giới này một cách triệt để. Họ có thể là đạo Chúa, đạo Tin Lành, họ không cần làm lễ quy y, họ chỉ cần làm lễ thọ giới thôi. Họ giữ năm giới này để bảo đảm hạnh phúc của gia đình họ, họ thấy nó quá thiết thực. Và thậm chí những người Mỹ đã thọ giới xong rồi đó, họ thực tập hay quá, họ viết những cái bài kinh nghiệm, họ gom ra thành một quyển sách gọi là For the Future to be Possible, để có một tương lai trong sáng, thành một cuốn sách chia sẻ những niềm vui, những hạnh phúc mà họ đã thọ giới, mà người Mỹ viết, đã in thành một tập sách đó. Quý vị nào muốn đọc, tìm cái quyển đó đọc, For the Future to be Possible. Mà mỗi người họ sẽ thuyết trình về năm giới, sự thực tập của họ cho mình nghe. Và những người đó, có những người là những học giả nổi tiếng của giới học giả Mỹ. Con là Phật tử tại tại đâu đó không biết nữa. Con xin sám hối vô cùng mười phương tam thế chư Phật trước, nếu con sai ngưỡng mong thầy giảng đáp cho con rõ. Người tại gia tùy tục, nhập gian tùy khúc với người đời, song với trong đạo, trong chùa thì có cần giữ quy củ của đạo chúng ta tại chùa, của đạo Phật chúng ta tại chùa ở tại Mỹ Quốc này không ạ? Con thấy dung mạo thầy rất từ bi và chiếu sáng một cái gì con không thể diễn bằng danh từ nào cho đúng. Kính mong thầy khai kim khẩu, nếu thầy có thể cho con rõ thời khóa biểu tu hành. Này điều tra lý lịch. Thưa đại chúng, mà đúng như vậy thôi. Mình tới đâu thì mình phải tùy theo mọi cái hoàn cảnh của quốc độ đó. Tuy nhiên sự hành trì chúng ta không thay đổi. Pháp Hòa ví dụ, ở Việt Nam mình á, 3 giờ sáng là thỉnh đại hồng chung ở các chùa, hay là 3 giờ rưỡi thỉnh chuông, 4 giờ là đại chúng vân tập lên chánh điện tụng lăng nghiêm buổi sáng, 5 giờ điểm tâm. Vì đó là quốc độ của mình. Nhưng qua xứ Mỹ này làm sao mà dám thỉnh chuông 4 giờ sáng được, phải không? Chuông chưa được thỉnh mà hàng xóm đã thỉnh mình đi rồi. Thì bây giờ mình phải tùy duyên chứ. Cho nên ở đây, ở nước ngoài, 5 giờ thức chúng, 6 giờ ngồi thiền tụng kinh. Không bỏ thời kinh, nhưng tụng trễ lên chút thôi. Mà thật sự ra thời gian không quan trọng. Ví dụ như á, giờ này ở đây mình là tối thì Việt Nam mình trưa. À, trưa hay sáng gì đó. Sáng. Thì bây giờ nói mời đại chúng đi ăn tối. Ở Việt Nam gọi qua nó, ủa giờ này ăn sáng chứ sao ăn tối. Giờ giấc nó không có giống nhau. Mình ở đâu mình theo đó. Tuy nhiên chúng ta hòa, chúng ta hội, chúng ta hòa nhập, nhưng mà chúng ta không có hòa tan. Chúng ta không có hòa tan và chúng ta vẫn giữ được những thời khóa. Ví dụ như ở Việt Nam mình đã không có cái vụ mà cúng mỗi chủ nhật rồi nha. Ở Việt Nam là không có lễ ngày chủ nhật. Việt Nam là mùng 1, ngày thứ 2 thì cũng cúng, mà thứ 3 cũng cúng, vì đó là cái truyền thống của mình, ngày nào mình có thể sử dụng được. Nhưng qua đây rồi á, tất cả ngày tốt đều rơi vào ngày thứ 7 chủ nhật hết. Cho nên đám cưới á, coi ngày là coi cho vui thôi, chứ cuối cùng đám cưới nào cũng thứ 7 chủ nhật hết á. Vậy coi chi cho mắc công vậy. Thuận tiện ngày nào làm ngày đó. À, khi đánh mỗi tiếng chuông cho đến dứt âm thanh rồi mới đánh tiếng thứ hai, xin thầy giải thích. Dạ không phải, nó tùy theo cái trường hợp. Mà trước hết Pháp Hòa phải giải thích cái vụ chuông mỏ. Chuông ai văng vẳng đâu đây? Tội nghiệp, nó xài phone iPhone 11. Biết xài không biết tắt. Hoan hỷ hết. Tại vì đang nói chuông đó. Thưa đại chúng, là thời của Đức Phật
thời của Đức Phật hay là ngay cả bây giờ các chùa bên truyền thống Nguyên Thủy Nam Truyền á, cũng không có sử dụng chuông mỏ. Chẳng qua là khi đạo Phật truyền đến các cái nước Á Đông á, thì chúng ta thường sử dụng những âm thanh như là những lễ nhạc, lễ cụ, nhạc cụ. Cho nên chúng ta lấy căn bản tiếng chuông, tiếng mõ để phối hợp với tiếng tụng kinh của mình. Bởi vì cái cách tụng kinh của mình là mình đa âm. Đa âm là nhiều giọng lắm. Quý vị để ý thời kinh có người cao, người thấp, người ngang, người bằng, nó không đồng. Cho nên lấy cái tiếng mõ để làm cái nhịp, để đưa mọi người về chung một nhịp. Vậy thì cái tiếng mõ đó là cái tác dụng để đưa mọi người trở về cái thời kinh cho nó đều hài hòa với nhau. Tiếng chuông là một tiếng báo hiệu. Vì vậy cho nên á, người thỉnh chuông phải nắm được cái căn bản của thời kinh là mình giữ chuông là giữ cái gì. Không phải cứ bon tiếng là xong, mà mình phải biết nó là một cái hiệu lệnh. Vậy thì cái hiệu lệnh này nó sẽ thỉnh như thế nào? Ví dụ khi mình vào một thời kinh thì tiếng chuông của mình không cần quá thưa. Thí dụ như thế này, trước khi thỉnh chuông là mình nhập hai tiếng, mình thức cái chuông lên. Trước hết là để làm cho cái chất đồng này nó rung chuyển, để nó có đủ khả năng nó tiếp nhận một tiếng đập, một tiếng đánh, để nó không bể chuông. Vì nó là một loại đồng mà nếu chúng ta thỉnh đại vô nó sẽ bể chuông. Cái đó người ta gọi là tức chuông đó. Trường hợp thứ hai, ý nghĩa thứ hai là để cho mọi người nghe sắp sửa có một tiếng chuông, các vị chuẩn bị lắng nghe và sau đó mình thỉnh. Và nếu mà là chuông tụng kinh, vô chuông mỏ để vô thời kinh thì tiếng chuông sẽ là như thế này. Hai tiếng nhặt, một tiếng rơi, và nó đều như vậy. Người thỉnh chuông phải đủ năng lực phát tiếng chuông đều, không nên tiếng nhỏ tiếng lớn. Từ đó nó hiểu được cái tâm trạng của người thỉnh chuông. Thí dụ mình thỉnh vậy nè, thành thử ra người ta nghe được chuông này không có nội lực, mà chuông này rất là bất lực. Thế là cái người thỉnh chuông phải phát được từ cái tâm của mình. Đạo Phật á là trở về với nội tâm. Mà tâm mà có lực, lời nói sẽ có lực, tiếng tụng kinh sẽ có lực, tiếng chuông sẽ có lực, tiếng mõ sẽ có lực, cắm cây nhang sẽ có lực. Người không đủ nội lực của nội tâm cắm cây nhang méo mó. Thỉnh tiếng mõ không có chuẩn, thỉnh tiếng chuông không phát ra, làm cho đại chúng người ta nghe mà ta thức tỉnh. Vì chuông chùa ngân rã mười phương mộng, mình thỉnh tiếng chuông như thế nào để người nghe trở về với sự. Và chuông chùa không bao giờ là tiếng chuông như thế này. Đây không phải chuông chùa. Không bao giờ trong chùa thỉnh tiếng chuông như thế này được. Vì chuông này là của đình của miễu. Cúng đi, lại đi, bỏ vô nhiều. Vậy là chuông của đình miễu, không phải chuông chùa. Chuông chùa phải khoan thai, phải làm cho người nghe lắng tâm. Đây là chuông. Còn nếu mình ngồi thiền, nếu mình thỉnh chuông cho đại chúng ngồi thiền, thỉnh 3 tiếng cho ngân, mà cho đều với nhau bằng cách là hơi thở của mình. Thí dụ mình thỉnh 1 tiếng, hít thở 3 hơi. Đủ 3 hơi thở thỉnh tiếng thứ 2. Đây là chuông ngồi thiền. Mình sẽ đưa đại chúng về cái trạng thái tĩnh lặng của thiền quán bằng cách thỉnh 3 tiếng chuông để mọi người tỉnh thức trở về. Mà 3 tiếng chuông thật là khoan thai. Cho nên chuông mà tụng kinh
Thí dụ mình thỉnh chuông cho Phật tử lễ Phật á, ta lại xuống, ta lại một xuống rồi cho người ta đứng lên, thấy ta đứng lên vừa chừng rồi thỉnh tiếng thứ hai cho người ta lại xuống, ta mọp xuống rồi, thấy ta mọp vừa rồi cho người ta đứng lên. Và khi đây là cái lại thứ ba nè, lại xuống, mà cái thứ ba này không nhập nữa mà thỉnh lên để cho người ta biết đứng lên và đây là lễ thứ ba rồi, không cần nhập chuông nữa. Thật ra người thỉnh cái chuông, cắm cái nhang, thỉnh tiếng mõ, đánh cái khánh, người ta hiểu được nội tâm mình hết. Người thầy mà có quan tâm đệ tử là đi ngang thấy đệ tử cắm cây nhang là biết đệ tử này tâm ngay chưa, tâm thuần chưa. Thỉnh tiếng chuông đó phát ra đủ nội lực của tâm chưa. Có nhiều người thỉnh chuông vậy nè, thấy hùng hổ lắm nghe, vô lên vậy. Nãy vô lên mình tưởng là sắp bể cái chuông rồi đó. Và có nhiều người phát tiếng chuông vậy. Phát là phải phát tiếng chuông, nhập là sẽ ra nhập, thỉnh là phải ra thỉnh, chứ không thể nào nhập xong rồi cái về cái làm tiếng chuông nó không ra. Và cái cách mình cầm cái dùi chuông để biểu lộ rằng sự khoan thai, cầm dùi vậy nè, chứ không ai cầm vậy đó, cầm vậy là baseball. Thỉnh chuông, thỉnh mỏ là tay mình cầm, biểu lộ cái trạng thái nhẹ nhàng của mình. Và khi mình, trước khi mình thỉnh chuông, mình cầm cái dùi chuông, mình tĩnh lặng tâm mình xuống cái đã. Đừng có lên vội mà cầm cái dùi chuông mà phát ra tiếng, vì mình cứ nghĩ miễn có tiếng chuông là được rồi. Đa phần người thỉnh chuông không được học kỹ là cứ nghĩ rằng cứ lên đi thỉnh đi, có tiếng chuông là được rồi. Thành ra cái thời kinh chuông mỏ nó vẫn phát, nhưng mà không đủ nội lực để truyền tải, đưa người ta trở về cái một thời kinh mà người ta tụng xong người ta cảm thấy khoan khoái hoan hỷ. Cái thứ hai đó là mình phải biết rằng cái chuông nó ngang cỡ nào. Ví dụ Pháp Hòa ngồi đây nè, cái chuông này nó đủ cái tầm cao nè, thì Pháp Hòa thỉnh như vậy nè để cái chuông nó phát lên. Chuông là không có thỉnh ngang vậy, thỉnh như vậy là mình lật cái chuông, mình hất cái chuông lật, thỉnh xéo vậy nè, để mình đưa cái tiếng chuông nó đi lên, phát cái tiếng chuông nó lên. Còn nếu mình thỉnh về nó kêu cái beng mà nó không có đúng cái âm thanh của nó. Và thỉnh chuông, trước khi thỉnh mình chỉnh cái chuông cho nó nghe. Nói chung là một cái quá trình tu tập. Còn cái thứ hai nữa đó, khi mà mình tụng kinh, nếu mà tụng ba biến, ví dụ chú bản sanh tụng Nam Mô A Di Đà Phật và dạ tới ba biến đi, thì cái biến thứ ba đó, cái biến thứ ba đó là giữa của bài đó, đó là mình phải thỉnh một tiếng. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật và dạ đó dạ đà dạ 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 để hết thỉnh thêm tiếng nữa. Tại sao biến thứ ba mình phải thỉnh giữa buổi một tiếng, báo cho toàn chúng biết đây là biến thứ ba rồi. Có nhiều người ta tụng, ta nhắm mắt ta tụng cho người ta không biết có biến thứ mấy nữa, ta đã biến mất tiêu rồi. Cho nên thôi mình thỉnh một tiếng chuông lên báo cho toàn chúng biết. Có nhiều khi mình đợi tới cuối mình mới thỉnh, phải không? Chí ra ca lệ ta bà ha, cái ông kêu Nam Mô A Di Đà. Tại vì mình không báo cho người ta biết, tâm hồn ta đang phượng phất khắp mười phương rồi. Niệm Phật cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông chủ lễ niệm bao nhiêu đâu ai biết. Thành thử ra mình muốn cho người ta lăn qua, người ta sẽ đi qua Quan Âm á, thì phải Nam Mô A. Cái câu cuối của Nam Mô A Di Đà Phật là phải thỉnh ngay từ đầu Nam Mô A Di Đà Phật, làm ta nghe rồi ô, nhất cái này là qua Quan Âm.
Nhiều khi chập thỉnh trễ quá, Nam Mô A Di Đà Phật, thì người Quan Âm người vẫn còn ở Di Đà. Phải vậy không? Cho nên á, ông chủ lễ, ông thỉnh chuông, ông thỉnh mỏ, ba ông này phải là hợp tác với nhau dữ lắm. Chứ không phải mạnh ông chủ lễ làm, mạnh ông chuông cứ dện, mạnh ông mỏ, mỏ cứ thỉnh. Mỏ là diệt chúng, chuông là duy na. Duy na là gì? Là người cầm cái lệnh. Duy na là người cầm lệnh. Trong suốt thời kinh là chỉ 2 tiếng chuông, chẳng có 3 tiếng. Vì nếu 3 tiếng là dứt, dứt thời kinh rồi. Cho nên khi nào mà thời kinh xong rồi, đại chúng dứt, thì lúc đó mới thỉnh 3 tiếng. Vô 3 tiếng, dứt cũng 3 tiếng. Đây là Pháp Hòa nói căn bản thôi, chứ còn cái này là thuộc phạm vi của các thầy nghi lễ, các thầy sẽ dạy rất kỹ hơn. Còn ở đây Pháp Hòa nói trong cái căn bản, trong cái thời kinh bình thường ở nhà mình tụng thôi. Ăn chay có được ăn trứng không thầy? Bình thường có ăn ba má đó không? Bình thường cũng ăn ba má nó luôn phải không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Bữa nào ba má nó còn ăn là tụi nó mà ăn thua gì? Chọc chơi vậy thôi nha. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó thì theo cái truyền thống ăn chay nguyên thủy thì chúng ta không có ăn trứng gà. Nhưng mà sau này thì ở đây thì đa phần trứng là nó thuộc về gọi là gì, công nghiệp, nó không có trống. Thì ai muốn ăn thì ăn, chứ cũng không có gọi là nên ăn hay là không ăn. Pháp Hòa không nói, mà cái đó tùy mình thôi. Thì ai muốn ăn thì cứ ăn, không ăn cũng không sao. Và cũng không ăn á, cũng không có nghĩa là mình tu giỏi. Và đừng có nghĩ rằng mình không ăn trứng rồi mình thấy những người ăn trứng rồi mình nói này nói kia. Không có ai thành đạo đắc quả do không ăn trứng hết đó. Đừng có dở trứng thì nó mới thành trứng. Thí dụ như mình không ăn trứng, nhưng mà mình có thể du di ở bánh bông lan, bánh mì, hay là những cái loại bánh mà ta có đánh trứng gà, mình nhẹ nhàng trong cái việc đó thì tốt rồi. Miễn làm sao, giá dụ như mình ăn chay mà cái món đó nó có thịt ở trong đó, mà bây giờ lỡ mình ăn vô rồi cũng nhẹ nhàng đi, không có sao hết á. Rồi thôi, biết cái đó rồi dừng không ăn nữa, chứ không có phun ra phèo phèo. Trời ơi chết tôi rồi, bao nhiêu năm tu hành tôi tiêu rồi, rồi lại khác chứ. Thì người ta thấy mình quá máy móc. Có nhiều khi ngày rằm mình phát nguyện ăn chay mà nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Bình thường là trứng không ăn, chứ ăn chay là đợi qua 12 giờ thôi rồi qua ngày mới rồi đó. Nhưng mà ăn chay rất là máy móc. Làm sao để biết mẹ mình đã siêu thoát? Bà đã mất năm 1975 và báo mộng sẽ đi về một nơi xa. Thank you thầy. Cô không biết mà cô hỏi thầy, thì ngày mai cho thầy cái vé, thầy đi qua thăm bà là thầy về đó. Em có theo dõi bà đâu biết bà đi đâu. Nhưng mà đây là trên cái căn cứ kinh nghiệm của các tổ thôi. Khi một người thân mình mất, mình không còn thấy họ trong chim bao, thì mình biết là họ đã được đi tái sinh về một cõi nào đó. Ngược lại nếu mình vẫn thấy họ, nhưng mình để ý cái trạng thái thấy đó như thế nào, họ đau khổ hay họ rất là thoải mái, thì cũng biểu lộ rằng họ đã đi về cảnh lành. Không ai bảo đảm điều đó, nhưng mà đó là căn cứ kinh nghiệm của các tổ chỉ dẫn lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng người thân mình đang sinh về cảnh nào. Mà cũng đúng thôi, ví dụ như người nào khổ mới réo mình hoài. Căn cứ nè,
Quan Âm Bồ Tát mà suốt năm nay không thấy mình lợi quỳ râm râm là biết bữa nay mình ok rồi đó. Còn tuần nào cũng thấy mình mà ngày nào cũng thấy mình, con là mẹ. Con tên là Nguyễn Thị Bông nè, pháp danh là Diệu Hoa nè, con đang bệnh lắm mẹ ơi. Là mẹ Quan Âm đứng bắt tân, I know you rồi đó. Mà khi nào mà mình không có còn bệnh tật gì là hình như mình ít có nhớ Phật. Căn cứ trên cuộc sống chúng ta, chúng ta mà khổ là nhìn biết liền à. Cầm cái nhang dài là khấn còn khúc à. Còn mình hết khổ xá xá vài cái cấm đại khái vậy. Tại người nào mà còn khổ thì tìm mình thôi. Nhưng mà tại sao trong một gia đình 10 người mà không ai gặp, chỉ có một người đó gặp? Nghĩa là người đó đủ duyên để độ cho cái vong đó. Và người đó biết khả năng của mình và tìm tới mình. Cũng giống như bây giờ mình muốn mượn tiền phải kiếm người có tiền để mượn chứ. Muốn xin giúp đỡ phải tìm người có khả năng. Nói vậy thôi. Câu hỏi nữa là mình nghĩ ha. Dạ. Có mệt không? Ủa sao kỳ vậy? Rồi bây giờ thêm câu nữa nha. Dạ thầy cho con hỏi, làm sao biết mình đang trả nghiệp hay người ta đang tạo nghiệp? Quý vị hiểu câu hỏi không? Không, mà ví dụ bây giờ người ta tới chửi mình, thế thì mình làm sao biết là mình đang trả nghiệp cho người đó hay là người đó đang tạo nghiệp với mình? Đó, cái câu hỏi là như vậy, là cái ví dụ là như vậy. Để cho tâm mình thoải mái, không dính bận, thì mình nên nghĩ rằng mình đang trả cho họ hơn là họ đang tạo. Vì khi mình nghĩ họ đang tạo, nghĩa là trong lòng mình ghi sổ nợ với họ. Mà ghi sổ nợ với họ thì mình nhớ họ nhiều hơn. Mà nhớ họ nhiều hơn thì kiếp sau mình sẽ gặp họ sớm hơn. Và gặp nhau để làm gì? Để làm khổ cho nhau chứ không phải. Bởi vì ngay cái duyên đầu là đã nghịch rồi, thì làm sao gặp nhau bằng cái thiện nữa. Cho nên nếu mình nghĩ người ta nợ mình là mình sẽ nhớ và sẽ gặp. Cho nên vì vậy, thậm chí mình làm ơn cho người mà mình còn không nói là mình làm ơn mà. Để chi? Để mình không còn lưu luyến giữa mình với họ nợ hay là không nợ. Cho nên thi ơn không ghi nhớ. Vì thi ơn mà ghi nhớ là thi ơn có mưu đồ. Thi ơn mà còn không nhớ thì huống chi người ta tới mình. Cho nên tốt nhất mình nghĩ thôi, hôm nay tôi cũng có duyên, chứ hồi trước tôi chưa tu là nó chết với tôi rồi. Bữa nay tôi biết tu là tôi đệ tử Phật, tôi nghe cái cô đó nói tôi biết là tôi trả nghiệp. Mình nghĩ gì cũng được đó. Còn không thì mình nghĩ thánh thiện hơn là người đó đang tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Khổng Tử nói á, mình làm sai mà người khác chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy của mình. Mình làm đúng mà người đó khen mình, người đó là bạn mình. Nếu mình làm sai mà người đó vẫn tâng bốc mình, vẫn khen tặng mình, người đó là kẻ thù của mình. Vì người đó, nếu mình làm sai họ chỉ cho mình họ là thầy mình là phải rồi. Còn mình làm đúng thì họ khen thì bạn mình. Còn nếu mình sai mà người đó không chỉ cái sai mà cứ tâng bốc để cho cái sai mình tiếp diễn thì người đó không tốt với mình. Cho nên á, để mình đã thấy nó là oan trái, là nghịch, thì tại sao phải ghi nhớ là anh đang trả, anh đang tạo nha. Nghĩ chứ mà nghĩ rằng người đó tạo với mình thì mình sẽ ghi sổ. Mà ghi sổ là sẽ gặp. Mà gặp thì toàn là khổ chứ có hạnh phúc gì đâu. Cho nên thôi không cần ghi nhớ. Phóng vào ví dụ vậy nè. Có nhiều người đang hạnh phúc vậy, cái đụng cái gia đình tan vỡ. Trời ơi trời, biết vậy con không tu, tu ra nó đổ nghiệp. Thì Pháp Hòa nói tại sao mình nghĩ mình đổ nghiệp mà tại sao mình không nghĩ rằng hết nghiệp. Nhiều khi trong cuộc sống này mình sống nhau, mình làm khổ nhau không chứ có hạnh phúc gì đâu. Tại vì hôm nay chấm dứt được rồi là hết nghiệp. Cho nên á, nhiều
Cái quan trọng là mình biết cái cách tư duy quán chiếu để sự việc nó đưa mình đi lên chứ không chìm mình xuống. Phong vào ví dụ thứ hai, có một thiền sư đang ngồi, có một đệ tử tới nói: dạ thưa thầy, con lúc này á, con ăn chay, trường tu hành rất là tốt, nói một lô những cái tu tập của ông. Thì vị hòa thượng mới nói: ồ vậy ông không phải là con người. Ông nổi xung thiên lên: ông nói tôi không phải là con người, vậy tôi còn gì? Cái hòa thượng nói: thì ông là ông Phật. Nhưng mà thường thường khi người ta nói mình không phải là con người thì mình nghĩ mình sao? Mình nghĩ họ đang nghĩ mình thấp không à? Mà tại sao mình không nghĩ người ta đang nghĩ mình cao? Cho nên ông hòa thượng nói: vậy ông phải là con người, vậy tôi còn gì? Ông Phật. Thì lúc đó nói: vậy sao ông nói sớm? Quý vị thấy được cái tâm mình không? Luôn luôn là mình hướng hạ, ít khi nào mình hướng thượng. Thí dụ như mình nghĩ vậy nè: thôi tôi còn sân si lắm, để khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết, bộ để nguyên vậy có nó hết sao? Bây giờ tại sao mình không nghĩ ngược lại: tôi còn tham sân si lắm, tôi cần quy y để tôi giảm tham sân si. Đa số là mình nghĩ là mình tiêu cực, là mình nhận mình xuống nữa. Mình không thể nào nói với con mày: mày ngu lắm, thôi nhà luôn đi cho mày dốt luôn. Con mình nó còn ngu lắm, phải gửi nó tới trường cho nó học để nó tiến bộ. Đó là cái tâm của mình chứ. Mình thấy nó dở mình phải đưa nó lên chứ. Tại sao mình nói vậy? Thì y chang trong đời sống của chúng ta. Mình thấy mình dở là mình nhận chìm xuống luôn. Nói thôi tôi còn ngu lắm, tôi không tu hành gì được đâu. Ủa, tôi còn sân si lắm, để tôi hết sân si tôi mới tu. Nếu biết mình còn sân si phải tu để mình giảm sân si. Biết mình còn dở phải tu để hướng thượng cho mình. Chứ tại sao mình lại nhận chìm mình xuống? Thì chẳng khác nào như mình nói với đứa con mình vậy đó. Mình nói với đứa con mình là: mày ngu lắm, mày học chi? Thậm chí mình biết nó học dở, phải đi tìm nhiều lớp nữa cho nó học thêm. Để làm gì? Để cho nó tăng trưởng sự hiểu biết của nó. Nó dở toán, tìm khu môn toán cho nó học. Nó dở anh văn, tìm khu môn English cho nó học. Nó dở môn nào phải tìm môn đó cho nó học. Chúng ta cũng thế. Chúng ta dở cái nào chúng ta phải tu cái đó. Thí dụ như mình còn tham, tập bố thí. Mình còn sân, tập quán từ bi. Mình còn si, tập quán nhân duyên trí tuệ. Để giảm cái si mê của mình. Tại sao mình si mê? Vì mình không thấy rõ nguyên nhân của các pháp. Thấy rõ được nguyên nhân rồi, hết si mê. Cho nên giảm si mê là phải quán nhân duyên trí tuệ. Còn muốn giảm giận tức, thấy họ thương tội nghiệp, họ không hiểu họ làm điều đó, quán từ bi để giảm cái sân si của mình. Cái đó gọi là đối trị, pháp đối trị.